một người đàn ông được xác định đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 11 năm bất ngờ trở về nhà. Sự việc xảy ra tại Trung Quốc gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông có tên Chu Khang La đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc, mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Ông sống độc thân và không có con. Sau khi cha mẹ mất, ông Chu sống với gia đình người anh thứ hai. Đến năm 2012, để ông Chu được chăm sóc tốt hơn, gia đình đã gửi ông đến một viện dưỡng lão gần nhà. Tuy nhiên do bệnh tâm thần của ông ngày càng nặng nên được đưa vào bệnh viện để điều trị. Chỉ vài ngày sau khi đưa ông Chu nhập viện, gia đình nhận được thông tin ông đã mất tích. Qua camera giám sát của bệnh viện, phát hiện ông Chu đã rời khỏi bệnh viện một mình. Gia đình sau đó đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến khoảng hơn 20 ngày sau, cảnh sát thông báo ông Chu Khang La nghi đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Người nhà họ Chu sau đó đến hiện trường vụ tai nạn, thấy một thi thể nam giới đã biến dạng hoàn toàn. Hiện trường vụ tai nạn cách bệnh viện không xa nên tất cả đều cho rằng người chết là Chu Khang La. Gia đình sau đó đã đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự, đồng thời thờ cúng cẩn thận kể từ đó. Sự việc tưởng chừng đã kết thúc, gần đây gia đình họ Chu tình cờ đọc được thông báo tìm kiếm gia đình của một người già từ bệnh viện. Hình ảnh ông lão được đính kèm trong thông báo rất giống Chu Khang La nên vội vã đến bệnh viện để xác nhận. Tại đây ông lão đã ngoài 70 tuổi, thân hình gầy gò, không nói được. Khi nhìn thấy các thành viên trong gia đình, người đàn ông họ Chu đã nhanh chóng nhận ra người thân và run rẩy viết tên từng người. Sau khi tìm lại được người thân, gia đình đã đưa ông Chu trở về quê hương đến ngôi nhà mà ông từng sinh sống. Cảnh sát địa phương cho biết, lực lượng phát hiện ông lão lang thang trên núi khi đi tuần tra. Người này đội một chiếc mũ lưỡi chai sờn cũ và để râu tóc dài. Do không có thông tin nhận dạng nên công an đã đưa ông về trạm cứu trợ, sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị sức khỏe. Khi tình hình sức khỏe của ông Chu ổn định, phía bệnh viện đã phát đi thông báo tìm người nhà.